Hồi nhỏ đi học á, thỉnh thoảng có những bài thi Pháp Hòa không biết và để trống, thì ông giáo ông mới nói với Pháp Hòa: Du á, không biết á, Du cứ khoanh đại, biết đâu chừng Du cũng có điểm. Nhiều khi mình khoanh đại cũng vớt vát, Du để trống chi cho mất điểm. Điều thứ hai, Du cứ làm tới khả năng của Du, rồi thầy cô giáo nhìn cái bài học đó và thấy Du sai ở chỗ nào là biết Du hiểu bài tới đâu, còn khúc nào Du không hiểu người ta sẽ giúp Du hiểu bài. Pháp Hòa nghe cái điều đó, bây giờ Pháp Hòa vẫn ứng dụng trong cuộc sống. Tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta cứ làm, đừng sợ người ta thấy mình dở chỗ nào, người ta bổ chỗ đó. Cũng như mình uống thuốc bổ thôi. Tại sao kêu thuốc bổ? Mình khuyết chỗ nào, uống cái viên đó vô, nó bổ chỗ đó.